này cô sẽ hướng dẫn cho em cách của chúng ta có thể reset lại mật khẩu trong trường hợp chúng ta bị quên mật khẩu đăng nhập vào Office 365 hoặc Microsoft Teams. Ở lần đăng nhập này thì các bạn cũng như các bạn thấy là cô đã quên mật khẩu. Bây giờ cô sẽ thực hiện làm như sau. Cô sẽ nhấn vào mục lựa chọn là Forgot My Password. Đây chính là tài khoản của chúng ta đúng không ạ? Và chúng ta sẽ tiến hành nhập. Các bạn sẽ nhìn thấy ở phần bên dưới bức tranh có cái phần mã số, chúng ta nhập cái mã số vào cái hộp thoại bên dưới nhé. Theo mình nói, chúng ta nhấn vào nút Next. Các bạn biết không thì ở lần đăng nhập đầu tiên thì cô đã thực hiện xác minh bằng hai hình thức, đó là bằng email và điện thoại. Vì vậy, khi muốn reset lại cái mật khẩu trong trường hợp cô bị quên thì cô cũng phải thực hiện xác minh bằng hai hình thức trên. Bây giờ cô sẽ thực hiện xác minh bằng email. Chúng ta sẽ chọn cái email mà chúng ta đã thiết lập trước đó thì chúng ta gửi mã xác minh về. Ta nhấn vào email. Rồi bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là mở cái tài khoản Gmail của chúng ta lên. Sau đó chúng ta check cái mã. Đây chính là mã code. Rồi chúng ta sẽ dán vào hộp thoại này và chúng ta nhấn Next. Xác minh xong bằng công thức đó là email, cô sẽ xác minh tiếp bằng bước số 2 đó là bằng số điện thoại, thì cô sẽ nhập cái số điện thoại mà cô đã đăng ký trước đó vào đây. Sau đó là nó sẽ gửi cho chúng ta qua điện thoại một cái mã và chúng ta cũng kiểm tra điện thoại và nhập cái mã vào đây. Vậy là cô đã xác minh xong bằng hai hình thức. Bây giờ cái bước số 3 này chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu mới. Và các bạn lưu ý dùm cô là cái mật khẩu này các bạn đặt ít nhất là 8 ký tự và bao gồm cả ký tự số, chữ in thường, chữ in hoa và ký tự đặc biệt. Sau đó chúng ta nhấn vào nút Finish. Như vậy là chúng ta đã thực hiện reset lại mật khẩu thành công rồi đấy các bạn ạ. Chúng ta sẽ nhấn vào click here, chúng ta đăng nhập lại xem đã được chưa nhé. Chúng ta nhấn vào mục here và đăng nhập lại. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé.